Hôm nay mình đi chợ về mua mua đồ dụng cụ về nò làm ăn bún đậu mắm tôm nha các bạn. Mình mua đồ lòng về mình rửa. Mình cạo sạch cho mấy anh chị. Em đã làm xong hết rồi nha. Rồi gừng nè. Bây giờ mình thắt sắc lát lát mình bỏ vô mình luộc cho. Đây gừng mình bỏ vô luộc ha. Tim này mình mua về mình rửa muối, mình rửa giấm gì cũng được, mình cạo sạch cho cái lưỡi nha. Cái tim nè, cái lưỡi là luộc hả anh chị? Mình luộc đây. Anh chị lần lượt nó nhỏ cho nó chín nha. Tim với lưỡi. Bà sẵn đây, bà ngoại bà gói bánh tét luôn. Nhìn bà ngoại gói bánh tét đây. Gói bánh tét truyền thống của người Việt Nam. Bà ngoại bà siêng lắm. Bà siêng dễ sợ luôn. Gói cho con cháu nó ăn. Cho mẹ làm chị được bài. Mình đặt ra cho mấy anh chị. Của mẹ. Bi vẽ rồi hết của ngoại. Ra giáp cá nha mấy anh chị. Ở bên Mỹ ra giáp cá có gì. Cái này có một miếng thôi mà tới 2 đồng mấy đây. Một bó vậy là 40 đô đây. Ở một ông lộn. Một bó như vậy mà tính ra tiền Việt mình là khoảng 50 ngàn nha mấy anh chị. 50 ngàn có miếng vậy nè. Đủ 50 ngàn có miếng đây. Đủ 2 ngàn. Còn bịch quế này là đồng mấy, 2 đồng cũng là cũng 40 ngàn nha mấy anh chị. Có miếng vậy nè. Bên Mỹ em ạ. Cái này có mẹ là lá tía tô cũng vậy luôn. Chị đi lặt rau nha. Lặt rau mình đi ăn ha. Cái gì ngon nè. Quế vậy là ngon lắm rồi đó. Quế tí tô. Lâu lâu qua mình được mua quế ngon nha. Thường thường có nhiều lúc mà trời lạnh, tiết rơi mà đông đá nhiều lúc quế dập hết trơn à. Không được tươi ngon vậy. Nó bị úa. Qua là ngon nhất. Cái này qua quế mới ngon mà nó không có nào nó không có đầu dấp. Tí tô của gì qua cũng ngon, còn tí tô nè. Lời dấp cá nó ốm nhơm mà. Mà lấy cộng nó già thược à. Không có lá gì hết trơn á. Uống sao kỳ á. Mà nhìn sẵn nó nhìn bà ngoại luôn nha. Bà ngoại bà gói bánh tét như ngọt nha. Có ai ăn bánh tét thì nhớ đặt em nha. Em làm luôn ha. Bà gói bánh tét đó. Mấy anh chị nào ha, bạn bè nào có ăn bánh tét thì gọi em ha. Em gói cho. Nhưng chuối nè, nhưng ngọt nè, nhưng mỡ nha. Ăn cũng ok, cũng ngon. Gói theo kiểu miền Tây. Gói bánh tét miền Tây. Đây ngồi coi bà ngoại bà gói nè, bà ngồi. Đây. Bà gói đó. Đây. Bà gói đó. Đây. Đó, đưa lên. Đó, thấy đầu bánh tét. Mình rửa xà bách cho bên chị còn cũng ngâm nước muối nha. Mình phải rửa cái banh ra từ cọng nha mấy anh chị. Lúc này thời buổi dịch về bán cái gói bánh mà nội nó có. Đó, giờ đang gói nè, gói cho coi thử. Gói gần xong rồi. Mình phải tráng lại đây cho cái lớp này nữa. Mami sao? Nè, dung vô nè, 1 2 3 dung nè. Đó. Dung rồi cái mình bật lại vậy. Bật lại cái mình vuốt. Mình vuốt xong cái mình đè xuống. Lấy dây cột ngang. Cột. Rồi mình chêm vô đầu. Thêm một miếng. Rồi mình có miếng lá vuông vuông mình bắt đầu mình bẻ. Bẻ bốn góc. Đây bẻ bốn góc đây. Rồi mình mới lấy lá ụp lên. Lá chuối mình làm sẵn là mình ụp lên. Nó không rách thì mình ụp hai miếng thôi. Rồi cái này mình lấy dây mình quấn lại dây. Ở bên đây bên Mỹ mình dùng dây dây ni lông gì đó nha mấy anh chị.
dây gân dây ni lông gì đó, nó khó làm hơn, khó làm hơn ở Việt Nam mình nha. Việt Nam mình dùng dây gì, dây lát nha mấy anh chị, dây lát cuốn ngon lắm. Cho cái mức đầu nó vừa hai phân đó, rồi cái tay làm dày lòn nó qua, cũng như tóm của chó vậy mà, tại vì mình không có dây lát. Tới chừng người ta đặt làm không kịp. Xong rồi mình tét. Xin lỗi mấy mày chưa? Uống này nè. Bà bảo dẹp đi bà, uống cái gì mà no. Xác sĩ đó. Nhớ vào uống. Xác sĩ đó uống thì thôi uống. Đó, hổng niêm con nè. Con hổng niêm nè. Ok, mời bánh chị lên ăn ha. Bạn ơi, không phải. Ăn bún đậu mắm tôm. Mời cô chú cùng ăn giùm với con. Mời cô chú và các bạn cùng ăn với gia đình em nha. Hôm nay em ăn món bún đậu mắm tôm ha. Đây. Mời cô chú cùng ăn lưỡi. Con này không biết. Tim nghĩa rào ngon quá. Rào giá ăn bánh tráng luôn hay là khỏi? Khỏi đúng rồi. Rào quá trời nhiều luôn, mà bánh tráng cuốn ăn gì đâu. Cái này đâu có ăn muỗng, cái này mình chơi bằng tay. Ăn không? Ừ, bằng tay đó. Ăn bằng cái gì? Ăn đi con. Cuốn ăn cái nào ăn? Còn bơi đâu, chạy bơi ăn với mẹ nè con. Bơi à? Bơi. Là nhỏ quản tệ. Chạy đâu rồi? Không phải bà không. Ăn đi con, ăn đi, ngoại thương nhiều nha. Ngoại thương nhiều nha. Làm đó. Ngoại nói mày thiếu cái này, thiếu gì không? Thiếu cái khố. Không ạ. Có này mình tưởng tượng như đi ăn mình quá tuổi chứ mình ăn này không? Đó. Có ăn này mày bỏ vô. Ngon mà. Ngon lắm. Dồi ngon lắm con. Dạ. Căn này ăn. Mời con xuống ăn đi con, gọi thôi. Bỏ miếng đường, miếng chanh vô mà hôm nay em thiếu thiếu gì, thiếu ăn khớp. Khớp. Quá, cái lưỡi cũng ngon nữa anh Nam ơi. Em mê cái dĩa rau sống rồi đó. Lưỡi rồi tim rồi dồi. Này là ăn là dùng tay nha mấy anh chị. Giá rồi tí tô quế em đi dắt. Quá, đủ thứ rau như vậy là giống như rau rồi. Mình đi ba cái chợ mới đủ rau. Đi một cái chợ đi qua rồi lại chợ đây. Chợ gì chính giữa quên rồi ta. Tài Nam rồi mới lại đằng Mỹ Á mới có được chắc. Gấp quá lần chợ Tài Nam cũng nghèo quá. Bữa nay Tài Nam cũng không biết. Nè, cũng không biết. Cũng mì nước ngoài gần nhà bò vậy. Ừ, cháo nó bán gì cũng ngon quá vậy. À. Ừ. Cháo nó bán 2 đồng cây. Vâng. Có kêu mình trả lá trước. Đi người ta cho hôm nay lâu lắm rồi, đâu có uống. Đâu quên. Giá mặt có rồi. Giá đây nó đổ rồi. Thích ra ngoài. À, đợi. Để có rau sống đẹp. Thì cái dĩa rau sống giống dịp thôi. Ăn gì kìa? Dĩa rau là tính ra ăn người đồng bà. Cũng ăn mà 10 đồng. Ai bác cho ăn 10 đồng hơn 11 đồng gì đó. Mày kêu ngoài ăn sao mày không ăn? Bi con kêu mẹ ăn con không ăn. Ăn đi con. Thay vì người ta cuốn bằng bánh tráng, mình cuốn bằng bánh hỏi. Rồi. Đi ra. Rau tí tô cũng ngon quá. Ủa đâu dắt nó nằm đâu. Nằm ngoài. Dắt nè. Quê. Hai nè. Thôi được. Mà đâu dắt có mấy cậu mà.
Bà thương nha, mẹ ngoan Boy, bà ngồi ăn nha, mẹ thương Boy nhiều, ok. Rồi, bà cho mẹ biết rồi. Con ăn bánh hỏi nè. Bà thương nhiều. Ừ, bà thương nhiều đúng rồi. Bình Minh á thì nó có hơn nửa rau vậy à? Có hè. Là thiếu hè. Hè hổ quá trời nay chết ráo rồi. Ở Bình Minh đó, ảnh Bình Minh có hè, có khế, có chú chết. Thôi ở Bình này dễ gì có mấy cái đó không? Nhà mấy bon nè. Tên bà Phan. Đúng không? Con ăn gì? Bì. Nè, ngoài nói con ăn thử cái này con ngon không? Nghe bóc mình. Nãy giờ nó ăn bánh tiêu không no chứ có gì đâu. Gì mà? Trời sao má chua ngoại chua ăn hả? Ừ. Bia bên này ngon quá bà. Trời chua con. Bia này nó để gì vậy? Bia cái hiệu. Mua đà lô. Ngon là bia bên mình. Ủa yeah. Miếng là nhưng mà mới có mấy cuốn này no mẹ này. Ngon quá. Ở ngoài trời lạnh nè. Tiếp là tiết rơi nè mà được cuốn bánh hỏi với dầu dầu nè. Tiếp nữa. Ngon quá mấy chị ơi. Chả. Ở đây nó bán chả cũng ngon quá. Luộc lên là cái sắc ra
Rồi quay mời mẹ. Rồi. Ok. Mình hái rồi. Trời ngon mà. Rồi đang ngon. Ngon ăn đi. Quá rồi, ngon quá. Đồn chết luôn. Nó phải mời lại. Quay ăn đi con, đỡ quá rồi. Quay ăn đi con. Muốn ăn cái nào ăn đi. Quay ăn đi con. Gì vậy? Bố miêu nhìn vậy. Bố miêu không? Bây giờ này ngon thiệt chứ, mà cái sao dữ vậy? Ngon người ta bia, bia nó ngon hơn bia Việt Nam mình nhiều lắm. Bia Việt Nam uống đâu có nổi hết rồi. Bye bye, bye cô.